Hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ anh em cái cách mà lắp trên xe của mình một chiếc bóng pha LED. Và cái bóng pha LED này là nó phải dùng điện DC nhé, có nghĩa là điện một chiều của bình ắc quy. Anh em lưu ý nhé, nhiều anh em là cứ lắp điện máy lên cắm thẳng vào cái rắc này thì nó sẽ nhanh hỏng đó. Mà muốn chuyển sang điện của bình ắc quy ấy, thì anh em hãy tìm cho mình một cái dây đen ở ổ khóa. Đây là dây đen ổ khóa, hoặc cứ là cái dây đen ở trên cái hệ thống dây điện của cái xe Jim này, nói chung là xe Honda nó đều là dây dương đó. Thì anh em hãy tìm cho mình một cái đầu dây màu vàng. Đây là cái rắc này là từ dưới máy lên. Và anh em sẽ lưu ý cho mình là cái dây hướng về phía bên tay ga bên này thì nó sẽ là cái dây màu vàng để ra công tắc đó. Một số anh em mình có gửi hàng cho anh em tự lắp thì toàn là đấu ngược về cái đầu đằng này, cho nên là cứ vật chìa khóa lên phát là cháy cầu chì luôn, anh em lưu ý nhé. Đó, thì anh em hãy lắp cái dây vàng mà mình vừa câu từ cái rắc đen ổ khóa đó, xoắn vào cái dây màu vàng này là xong. Ok, đó thì bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên. Mình bật công tắc lên. Đó, bóng đã sáng rồi. Đó, hơi chói mắt một tí. Xin phép anh em mình sẽ tắt đi. Ok. Ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ anh em cái cách mà đưa điện từ xoay chiều sang điện một chiều là điện bình ắc quy để cho cái bóng pha LED này nó sáng. Và mình muốn chia sẻ thêm một cái cách nữa. Ở trên cái công tắc xe Jim này, nó sẽ công tắc đèn pha xe Jim này nó sẽ có hai nấc. Nếu như anh em muốn lắp thêm một cái con trợ sáng này nữa đó, thì anh em sẽ lợi dụng một cái công tắc đó để đi làm hai đường luôn. Ok, thì mình xin phép mình chia sẻ với anh em, mình xin phép là mình rút cái rắc ở đây ra. Ở trên xe Jim Việt ấy, thì nó có rất nhiều cái rắc nhỏ, thì anh em hãy lưu ý nhé. Cái dây vàng này luôn luôn dây vàng tuyền. Ở đây nó sẽ có một dây vàng sọc đỏ là dây đề. Anh em nhìn rõ không ạ? Nó hơi cũ rồi, nó cũng mờ. Đó, nhìn rất rõ đấy. Cái dây vàng này sẽ là dây điện đèn từ dây máy lên, anh em cắt đưa về phía công tắc này. Đấu vào cái dây đen là ok. Đó. Còn ở trên cái cụm đây thì nó sẽ có một dây màu nâu tuyền và một cái dây nâu màu sọc trắng. Cái dây nâu màu sọc trắng này nó sẽ là dây để sang công tắc pha cốt để đưa ra bóng đèn. Nó sẽ có chế độ pha cốt đó. Còn cái dây nâu tuyền này là nó sẽ vào bóng măng tét. Thì khi anh em bật cái nấc đầu tiên của công tắc pha lên thì là nó sẽ là sáng cái dây nâu này trước. Bật một nấc nữa thì nó mới sáng là công tắc pha cốt. Đó. Thì bây giờ anh em sẽ lợi dụng như thế này thì anh em sẽ đảo lại cho mình. Khi các bạn bật lên nấc đầu tiên thì nó sẽ sáng dây nâu này, thì anh em sẽ chuyển đổi hai cái chân này cho nhau. Thì mình sẽ quy ước là cái dây nâu này bình thường là dây măng tét hay còn gọi là bóng đèn mi nó sẽ sáng. Bật nấc đầu tiên là bóng đèn mi nó sẽ sáng, thì mình sẽ cắm sang cái chân nâu sọc trắng này. Thì khi mình bật đầu một nấc đầu lên là cái bóng pha nó sẽ sáng luôn. Bật một nấc thứ hai nữa thì là cái bóng trợ sáng. Đây ạ, cái bóng trợ sáng này nó mới sáng. Đó, thì mình lợi dụng là cách như thế thì mình không phải chế thêm công tắc nữa. Đây, bây giờ là mình sẽ rút này ra. Đảo sáng cho nhau là xong. Rất đơn giản. Ở trên xe Jim Việt nên nó có rất nhiều rắc thì anh em cũng chỉ việc rút rắc ra và cắm đảo chân vào nhau là xong. Đó, thì anh em sẽ lưu ý khi mình rút ra rồi không nhớ thì anh em phải cắm vào này, thì cái chân trắng nó sẽ về vào dây nâu, chân nâu sọc trắng nó sẽ vào dây nâu, và cái dây nâu này nó sẽ ăn vào cái chân nâu sọc trắng ở phía cái rắc bên này, chỉ cần như thế thôi ạ. Nói chung là cái clip này nó cũng hơi dài dòng nên mình sẽ chia ra làm hai clip. Ở cái clip tiếp theo ấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em
lắp cho mình một cái ổn định điện như thế này. Bởi vì bản thân cái xe gym này là cái đường nạp nó hơi yếu, thì anh em muốn lắp được cái điện DC này để dùng cho cái bóng led này, thì anh em nên dùng thêm một con ổn định điện, hoặc là anh em lắp lên cái sạc Attila. Nếu mà lắp cái cục sạc Attila ấy, thì nó cũng rất là đắt tiền. Cục rẻ nó cũng phải tầm đôi trăm, 100-200k. Nếu mà cục xịn, cả công lắp nó cũng rơi là 400-500k. Đó, nên anh em có thể mua cho mình một cái con ổn định điện như thế này, rất là rẻ, giá chỉ 50k. Mình nhận ship hàng toàn quốc nhé. Thì ở cái clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em đấu ở trên xe. Còn cái clip này ấy, thì mình chỉ hướng dẫn anh em cách đấu đèn. Đó, vừa nãy là mình đã hướng dẫn anh em cái cách đấu dây như này là xong rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ test thử. Bật lên một nấc. Đó, mình bật lên một nấc là đèn nó đã sáng rồi. Đó, bật lên một nấc nữa thì là nó sẽ sáng cả pha, cả đèn trợ sáng. Đó, ok, đây là đèn trợ sáng. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp cái đèn trợ sáng này như thế nào. Lắp cái đèn trợ sáng này rất đơn giản, anh em tìm cho mình một cái rắc mà có cái dây màu nâu, cái dây màu nâu tuyền. Ví dụ như đây có dây màu nâu tuyền này. Đó, ở lần trước ấy thì mình có hướng dẫn anh em cái dây mà để nối với cái dây đề mi đó, đây cũng là dây nâu tuyền. Đấy, thì anh em cứ là dây nâu thì anh em đấu vào. Thì cái dây dương ở cục L4 này nó sẽ là dây màu đỏ này chẳng hạn, thì anh em sẽ đấu vào dây nâu, còn dây đen nó sẽ ra mát. Ok, rất đơn giản. Đó, thì mình chỉ cần bật một nấc công tắc luôn thì là cái đèn pha đã sáng rồi. Khi anh em muốn bật thêm trợ sáng L4 nữa thì anh em bật thêm một nấc nữa thì cái đèn L4 nó mới sáng. Đó, thì mình lợi dụng là một cái công tắc này nó có hai chế độ thì mình lợi dụng như thế, mình không phải cải thêm công tắc. Đó, rất đơn giản thôi.